Rồi xin chào các bạn ha, thì đây là những cây lưỡi hổ mới mua để làm cho khách nè. Ngày mình không có chuyên gì cái này các bạn, nhưng mà anh em nhờ thôi. Nghe nói là cái lưỡi hổ này thì để trong phòng rồi nó hút khí độc và nó đem lại may mắn các bạn. Thì bây giờ thì hiện tượng chơi cái cây lưỡi hổ này cũng rất là nhiều. Đặc biệt là cái hút với cái mà những cái khí độc ở trong phòng á. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vô những cây lưỡi hổ này nha. Các bạn nhìn thấy cái chậu à, nhìn cũng rất là đẹp. Chậu này như cái không biết nhiều. Rồi mua đem lại các bạn. Này cũng cỡ 70-80 ngàn à. Đây là những cây lưỡi hổ nè. Lưỡi hổ Thái nha các bạn, lá nó xoắn, nó ngắn rồi. Trồng ở trong phòng chủ để bàn rồi thì nó đẹp và nó hút độc nha các bạn. Mình cũng nghe nói thôi chứ đó giờ cũng không có chiên cái này nữa. Để cho chậm thôi, mấy rồi những cái này đó dễ chậm. Cao lên mới được. Sẽ ra những cái đẹp các bạn, không, nhìn rất là đẹp. Rồi một cây, cái chậu này như là chén kẹo, cái này cũng nếu mà chơi mai rồi cũng rất là đẹp mà các bạn. Trong này có cái lỗ nè, chảy nước nè. Ngoài thì nó dán keo nhưng mà đảm bảo là cái lượng nước vẫn chảy ra được các bạn, chứ không có bít bùng luôn. Thì có anh cũng ở gần sớm mới nhà mình làm giùm thôi, tại vì cái chồng này thì mình có rất là nhiều. Đây là cũng như là một cây phong thủy các bạn, cũng các anh này cũng mua thôi. Đây là cây phong thủy nữa, để trong nhà rất là tốt, đem lại may mắn tiền tài gì. Thì ảnh đang chạy đi mua đá này, đá để gãi lên cho nó nổi bật cái chậu lên.
rồi. Cái này thấy không, đó giờ mình không có làm cây này luôn, nhưng mà thật sự mà khi mà mình nhìn rồi mình biết cách để làm sao cho cây nó đẹp các bạn. Đó, thì chúng ta nên xẻ ra nha. Cho nó đi về bốn hướng giống như cái cây đầu tiên thì nó sẽ đẹp. Hơi xè ra thì nhìn cây nó rất là đẹp. Xong rồi các bạn, rồi mình sẽ tiếp tục để cây thứ ba. Cái thổ này thì bụi cũng chỉ 50 ngày thôi các bạn, nó cũng không có mắc nữa luôn. Rồi các bạn, thì chờ đá về thôi, để lên thôi. Đó, để cái này trước đi, để cái này. Cái này nó hiu quá, gió thổi rồi nó ngã chốc không? Không, không, mới đè rồi. Tưới nước vô là nó cứ ngắt à, không chốc đâu. Tưới nước vô nó, thì vừa hút nước là nó cứng lắm. Rồi, nặng ký nhiêu? Bịch 10 ngàn lớn. 10 ngàn hả? Ừ. Chuyện không đủ, dài hộp được rồi. Dài hộp cho nó đẹp được rồi. Để đá vô nó nổi dầu đẹp hơn. Này chậu cây này còn chậu có 3 năm chưa thay chậu. Đá hư rồi. Không sao. Không gì. Lại, giật giật nó ra. Kính không? Trong một gồng bát rẻ hơn, gồng quá bát chậu à? Ừ, nó bát vương rẻ hơn này đẹp. Thằng đó nó rẻ này, thằng chỗ đường góc đầu cũng có này kìa. Ở thằng Thịnh đó hả? Thịnh đó, Thịnh nó đừng bán bát bán sao không biết, thằng biết nó bán gì đâu có mua chứ không đó đâu. Không mua đâu, mua phân rồi cổ lên trên dễ dễ hơn. Đắp nó ra ra sao đâu, anh đắp lên là nó đứng kè chứ. Hơi nguyên da nó đẹp hơn, nó xè vậy. Để cúng cho nó xấu. Xè ra nó bụi á. Cái này nó sống cũng một hoặc cũng năm mấy nên lâu nữa ha. Ừ, thì chịu xấu lắm. Để nhà có cái chậu như đẹp hơn. Ở trên bàn á, cũng đẹp. Nhà ở trên bàn là đẹp. Trộn chậu hổm ai cũng thấy khoái chậu đó. Chậu như vậy hả? Đá này nó làm ra ngoài ba đá này không? Đá này là tưới nước vô rồi, hết ngắt luôn rồi. Đè xuống, đè mạnh xuống đại đi. Xây dựng nó còn giãn. Nó còn giãn xuống rồi. Nó còn giãn. Nó còn giãn xuống rồi. Giãn rồi. Giãn cứng ngắt rồi. Rồi được rồi đó. Tưới nước rồi.
quá. Rồi, video này là kết thúc rồi các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.